hai thùng container đã trượt khỏi rơ mốc rơi xuống đường, đè chết một nam tài xế xe tải đang đứng bốc hàng. Vụ việc xảy ra trong công ty A1 trên quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay. Theo đó, khoảng 9 giờ sáng, nam tài xế xe tải tên Nguyễn Đăng Khoa, 33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và ba công nhân khác đang đứng bốc hàng trên xe tải xuống để chuyển vào kho. Một lúc sau, tài xế tên Lê Doãn Hải, 31 tuổi, quê Yên Thành, Nghệ An, lái xe container chạy ngang qua. Trong lúc ôm cua thì bất ngờ hai thùng container trượt khởi rơ móc rơi xuống đất. Hậu quả tài xế khoa bị thùng container đè trúng ngay cổ, khiến anh này chết tại chỗ. Ba công nhân còn lại nhanh chân chạy kịp nên thoát chết. Nhận thông tin, công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường. Ba chiếc xe cẩu cũng được điều đến nâng thùng container để đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.